Trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời, đã tối luôn rồi sao? Thôi, mình đã bị bạn kia đánh cho gục luôn rồi. Đau quá đi. Cơ thể của mình tự nhiên nó có cái gì vậy? Cơ thể của mình nó bị cái gì vậy các bạn ơi? No, no. Ê, gì vậy? Gì mà trời quá giật. Trời, đó là chỗ thằng Sawi nằm hồi chiều mà sao giờ không là do cái đuôi đó. Giờ nó biến thành quái vật rồi kìa. Giờ phải làm sao đây? Ê, không được. Ê, cái gì vậy? Ê, sao nó này luôn quá vậy? Ê, có chuyện gì vậy? Ê, điệp rồi. Có kẻ đang tấn công nữa này. Ai vậy ta? Đi xem mới được. Đi nhanh lên. Gì vậy? Ê, gì vậy? Trời đất ơi, sao vậy? Để ta bắt cặp một miếng coi có ngon không? Ai hả? Ai hả? Ở nào đây? Ơi, cái gì á? Ơi, hắn cầm luôn một cái... Hắn cầm luôn nhà của ông luôn kìa. Hai chân.